Vườn rau xanh này cứ mỗi đợt thu hoạch sẽ được gia đình ông Nguyễn Hữu Trác, 46 tuổi, ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, mang tặng cho người dân ở vùng dịch COVID-19 trong tỉnh Phú Yên. Vườn rau ra đời khi dịch COVID-19 bùng phát. Ông Trác thấy người dân thiếu thốn rau xanh nên nảy sinh ý định phải làm vườn rau để hỗ trợ miễn phí cho người dân. Nhưng để có nguồn rau dồi dào thì chỉ có thuê đất làm. Từ suy nghĩ đó, ông Trác trở về quê cũ của mình ở thôn Nhất Sơn, xã Sơn Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên thuê hơn 1 hecta đất để trồng các loại rau ngắn ngày như rau muống, rau dền, mồng tơi, cải xanh, hành lá, ngò. Để chủ động nguồn nước tưới, ông Trác đầu tư hơn 10 triệu đồng để thuê máy múc, tạo hồ chứa nước, thuê người lắp đặt hệ thống dây dẫn nước hơn 700 mét đến từng luống rau để bơm tưới vườn rau đều đặn 2-3 lần một ngày. Đến nay, vườn rau sạch của ông Trác đã thu hoạch 3-4 lứa rau cho sản lượng khoảng hơn 3 tấn, cung cấp miễn phí cho người dân tại một số điểm bị cách ly, phong tỏa và những người khó khăn tại địa phương. Để chăm sóc vườn rau này, ông Trác thuê 7 người dân địa phương với giá mỗi nhân công từ 150.000 đến 200.000 đồng một ngày. Còn phụ hộ rau phụ hộ ở vùng 12 mà dịch rau mới sâu đó mình đi dịch rau mình đi về, vừa qua lại làm cho anh Nguyễn Hữu Trác, anh Hữu Trác làm rau từ thiện. Mình mới về đây là làm thơ cho anh Trác, ngày 150 nghe. Nguyện vọng của tôi mà nếu anh tỉnh mình mà hết dịch thì tôi muốn là cái rau những cái sản phẩm mình làm lên là chở vào Sài Gòn để mình làm từ thiện cho những bếp ăn ở Sài Gòn. Ủy ban dân xã vừa rồi cũng có kết nối một số các cái địa phương rồi các cái tổ chức cá nhân khác để cùng với đơn vị chỗ anh Trác để là làm các cái công việc như là hỗ trợ nếu như mà địa phương đơn vị đấy người ta có khó khăn vừa cái nguồn lương thực thực phẩm như là chủ yếu là rau củ quả thì địa phương cũng đã có cái kết nối với một vài các đơn vị đó là khi cần thì chúng tôi sẽ hỗ trợ vừa cái con người vừa cái địa điểm đó là có kết nối giữa tổ chức cá nhân đó với chỗ hộ anh Trác để thực hiện cái việc là cung cấp cái hỗ trợ rau. Hiện nay, vợ chồng ông Trác còn muốn mở rộng diện tích vườn rau lớn hơn để có thêm rau hỗ trợ cho người dân ở những vùng dịch thiếu rau xanh.